hoặc ở đây ý muốn nói rằng là một thứ gì đó rất là bất tịnh, hay là rất là ô uế, rất là ô nhiễm, ghê gớm. Ví dụ như một cái gì đó mà nó được ủ kín lâu ngày thì nó sẽ bị mốc, nó sẽ bị lên men và nó sẽ bị hôi thối, nó bị thối rữa, thối nát, ủ bại. Thì cái lậu hoặc ở đây ý muốn chỉ cho những cái phiền não nó được ngủ ngầm ở trong tâm từ rất nhiều đời nhiều kiếp rồi. Tức là những cái phiền não này nó đã được chôn vùi, nó đã được ủ, đã được ấp ủ ở trong mỗi một cái chúng sinh, ở trong những người phàm phu, ở tất cả những cái chúng sinh phàm phu đã ấp ủ cái lậu hoặc này. Thì nó giống như là cái ung nhọt, nó đã được ấp ủ rất là lâu ngày nên nó rất là thối tha. Cho nên là những cái phiền não làm những cái gì đó rất là đáng ghê tởm, rất là đáng kinh tởm, ghê gớm, hôi thối, đáng buông bỏ đi, đáng gột rửa đi, đáng dứt trừ đi. Thì đó được gọi là, vì vậy cho nên là Đức Phật mới dùng cái từ các cái nậu hoặc để chỉ cho các cái phiền não đó. Thì cái nậu hoặc mà phân tích ra thì có thể là làm ba loại: dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu. Thì cứ cái khi nào trong tâm của mình ấy, mà nó khởi lên một cái niệm tham dục, dục tham đối với cái cảnh trần, tham dục với sắc đẹp, với âm thanh, với mùi vị, với vị ngon, với cái sự xúc chạm ấy. Tức là một cái người khởi lên một cái niệm tham dục, đó chính là nậu hoặc. Và những cái phiền não khác cũng là nậu hoặc. Cho nên là tất cả những phiền não có dục, cho nên gọi là dục nậu. Đấy là một trong những cái nậu hoặc. Hay là nậu hoặc nó chính là cái tham ái đối với những cái cảnh trần, thì đấy là nậu hoặc. Hữu nậu là những cái sự tham ái đối với lại các cái cảnh giới cao hơn ở cõi dục này. Ví dụ như tham ái với cõi chư thiên, như là một cái người mà có ái với cõi phạm thiên. Tức là cái dục nậu là tất cả chúng sinh ở cõi dục, thì đó là sáu cõi trời dục giới, cõi người và các cái cõi đọa xứ đều là cõi dục. Thì mình có tham ái với bất cứ một cái gì, với một cái cảnh mà ở cái cõi của mình, đó là dục nậu. Còn các vị phạm thiên đã ni dục, nhưng mà các vị ấy vẫn còn tham ái với cái lạc thú ở cái cõi phạm thiên đó, thì cũng được gọi là dục, thì cũng được gọi là nậu. Ví dụ như là một cái người chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì đấy gọi là các cái tầng thiền hữu sắc, hay cái tầng thiền sắc giới. Thì một cái người có tham ái với các cái tầng thiền đó thì cũng là hữu nậu. Thì đấy, hay là các cái tầng thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Mà nếu mà mình có những cái tham ái đối với các cái tầng thiền đấy thì cũng là hữu nậu. Vậy thì mình có tham ái với bất cứ một cái sự hiện hữu nào thì cũng đều là gọi là nậu hoặc hết. Thì đấy nó cũng là nậu hoặc. Và nậu hoặc dẫn một cái chúng sinh đi tái sinh, đi luân hồi sinh tử. Vậy cho nên là có dục nậu, hữu nậu. Hữu nậu thì cũng bao gồm cả tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, hay là chúng sinh ở các cõi sắc giới, vô sắc giới đó mà có tham ái với cõi sống của mình thì đều là nậu hoặc. Còn ở cõi dục giới mà khởi lên những cái tham ái phiền não thì gọi là nậu hoặc. Thì đấy được gọi là dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu. Vô minh là cái sự không thấy các cái sự thật, không thấy các cái chân lý, hiểu sai các cái sự thật, sinh ra những cái tà kiến điên đảo. Như là cái vô thường thì lại tưởng là thường, cái khổ thì lại tưởng là lạc, cái ô uế bất tịnh thì lại tưởng nó là thanh tịnh, cái vô ngã thì tưởng là có cái tự ngã. Thì đấy được gọi là vô minh, là hiểu sai, không thấy, không biết các cái sự thật. Thì Đức Phật mới giảng dạy một cái pháp môn để đoạn trừ các cái nậu hoặc này, để đoạn trừ các cái dục nậu, đoạn trừ hữu nậu, đoạn trừ vô minh nậu này. Thế thì ai là cái người đã đoạn trừ được hết nậu hoặc? Thế thì trong kinh Đức Phật thường nói rằng là khi nào một cái vị thánh đệ tử đã tu hành thành mãn, việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ hết kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Tức là khi nào mà một cái vị mà đã đoạn trừ hết các cái nậu hoặc, tức là một bậc A-la-hán. Thì có một bậc A-la-hán thì mới hết sạch các cái nậu hoặc, cho nên được gọi là bậc nậu tận.
hay là Đức Phật chứng được cái tam minh, thứ nhất là gọi là túc mạng minh, thấy được các cái đời sống quá khứ; hai là thiên nhãn minh, thấy cái sự sinh tử của tất cả chúng sinh; ba là nậu tận minh. Thì cái nậu tận minh ý, tức là một cái minh đoạn trừ được hết các nậu hoặc. Thì Đức Phật cũng đang giảng dạy một cái pháp môn để mà đạt trừ được đến cái tối cao, đến cái cao tột nhất trong cái giáo pháp của Đức Phật, đó chính là đoạn trừ hết sạch các cái nậu hoặc. Thì đó có nghĩa là đây là cái con đường để chứng đạt, chứng đắc đến cái sự vô sinh bất tử, chứng đắc cái đạo quả A-la-hán tối thượng, chứ không phải là cái con đường nào khác. Thế nên là đấy là cái pháp gọi là đoạn trừ hết các cái nậu hoặc là như thế. Tức là nếu mà thành tựu được cái những cái điều mà Đức Phật dạy như trong bài kinh này, thì có nghĩa là vị đấy sẽ thành tựu thành một cái bậc vô nậu, thành một cái bậc diệt trừ hết những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Thì Đức Phật dạy rằng là ta giảng sự diệt tận các nậu hoặc cho người biết, cho người thấy, chứ không phải cho người không biết và cho người không thấy. Thì Đức Phật giảng, thì bây giờ nó có hai cái từ đó là biết và thấy. Thì Đức Phật giảng những cái pháp để đoạn trừ nậu hoặc là cho người biết và cho người thấy, chứ không phải cho người không biết không thấy. Thì cái từ biết và thấy nó khác nhau như thế nào? Thế nào là biết và thế nào là thấy? Thì biết ở đây là một cái mà mình có thể nghe nói đến một cái gì đó, thì mình được gọi là biết. Ví dụ như là bây giờ có một người nào hỏi rằng là ở cái, một cái địa phương rất là xa mà mình chưa từng đi đến. Ví dụ như là có người hỏi là bạn có biết cái văn hóa ở bên châu Âu, ở bên châu Mỹ, châu Phi nó như thế nào không? Thì cái người đó mình bảo tôi có biết, vì tôi được học về cái văn hóa của các cái xứ sở đó, các cái quốc độ đó nên tôi biết. Nhưng mà người ta lại hỏi thế bạn đã từng đi đến đấy chưa? Thì người đó có thể nói là tôi chưa từng đến. Như thế thì mới chỉ gọi là biết nhưng chưa thấy. Đấy là và cũng có người thì nói rằng là tôi đã từng đi đến nơi đấy rồi và tôi đã từng thấy. Thì đấy được gọi là người đó là người có biết và có thấy. Vậy thì cái người nào mới chỉ gọi là nghe trên lý thuyết, học trên lý thuyết hoặc nghe người khác nói, thì đấy mới gọi là biết. Còn mình chưa tận mắt tường tận chứng kiến, chưa có cái sự chưa thấy tận mắt, thì đấy được gọi là chưa thấy. Vậy thì có thể là mình biết nhưng mà mình chưa thấy, có thể là mình biết và mình sẽ thấy. Nhưng cũng có lấy một cái ví dụ khác là bây giờ có một cái người hỏi mình rằng là bây giờ trong kinh Đức Phật có dạy về 31 cõi, có những cái cõi đọa xứ, có những cái cõi thiên giới, có những cõi phạm thiên, thì đó là những cõi nào, thì bạn có biết không? Thì một người nói là tôi đọc trong sách tôi có biết 31 cõi đó là có 4 cái cõi đọa xứ: địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna, rồi còn có 5 cái cõi thiện ở cái dục giới là cõi người và 6 cái cõi trời dục giới, và có 16 cái cõi sắc giới và 4 cái cõi vô sắc giới, tổng cộng là 31 cõi. Thì bây giờ người ta lại hỏi là thế anh đã thấy địa ngục chưa? Đã thấy các cái cảnh giới chư thiên đó chưa? Thì người đó mà chưa từng thấy thì người đó sẽ trả lời tôi chưa thấy, tôi mới chỉ biết qua những cái bài thuyết pháp hoặc là qua những cái bài kinh mà Đức Phật giảng dạy thôi, chứ tôi chưa từng thấy địa ngục, chưa từng thấy các cái cảnh giới chư thiên đó. Thì như vậy cái người này mới chỉ là biết mà chưa thấy. Vậy thì cái người này mới chỉ biết thôi chưa thấy, thì có thể là cái biết đó nó sẽ có nhiều cái lầm tưởng. Biết mà không thấy sẽ sinh ra rất nhiều lầm tưởng. Có thể là đến lúc mình thấy rồi nó sẽ khác, còn lúc đấy biết là mình hay có cái sự tưởng tượng, cho nên cái người mới chỉ là biết thôi vẫn chỉ là tưởng chi, còn khi nào thấy thì mới là tuệ chi, mới là thắng chi, rồi từ đó mới có thể đi đến cái sự liễu chi được. Vậy thì cái giáo pháp là cần phải biết và thấy, chứ chỉ có biết không là chưa đủ. Vậy cũng như vậy, Đức Phật đã giảng dạy về cái nỗi khổ đau, cái thân năm uẩn này là khổ đau, những cái nhân sinh ra khổ đau, cái niết bàn giải thoát khổ đau, và có cái bát chánh đạo là con đường đi đến giải thoát khổ đau. Vậy thì
bây giờ một cái người có thể hỏi mình là mình đã được học về cái pháp năm uẩn chưa, học về cái danh sắc chưa, học về những cái pháp duyên sinh chưa, học về những cái niết bàn là cái gì, hay là cái con đường đi đến niết bàn là gì. Thì với một cái người mà có cái pháp học vững vàng, người đó có thể giải thích, có thể giảng nói lại những cái pháp đó một cách tường tận được. Người đó nói được thế nào là khổ, thế nào là khổ tập, thế nào là khổ diệt, thế nào là con đường đưa đến khổ diệt. Nhưng vậy thì người ta hỏi lại thêm, bạn đã thấy khổ chưa, thấy nhân sinh ra khổ chưa, thấy niết bàn chưa, và thấy con đường đi đến niết bàn chưa. Thì người đó có thể nói rằng tôi chỉ biết nhưng tôi chưa thấy, tôi chưa thấy niết bàn, tôi không biết là niết bàn nó như thế nào cả. Vậy thì như thế thì chưa đủ với cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói là ta giảng cái pháp để cho người biết, cho người thấy, chứ không phải là cho người không biết không thấy. Cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật giảng để cho mình biết, tức là lý thuyết, và sau đó mình nắm được cái lý thuyết rồi mình phải thực hành thì mới đi đến đoạn trừ cái nậu hoặc được. Pháp của Đức Phật là để đoạn trừ những phiền não, đoạn trừ các cái nậu hoặc. Đức Phật nói pháp trong suốt 45 năm, và Đức Phật nói ra rất nhiều kinh điển, rất nhiều pháp. Một người có thể ham học hỏi những cái pháp đó, có thể học thuộc lòng hết cả Tam Tạng Thánh Điển, điều đó là rất là quý. Nhưng mà nếu như chỉ có học thuộc, chỉ có thông thạo về cái pháp học, thì vị đó chỉ dừng lại ở cái biết mà chưa có đi đến cái thấy. Mà vì chỉ dừng lại ở cái biết, vị đấy không đoạn trừ được các nậu hoặc. Dục nậu vẫn sinh lên, hữu nậu vẫn sinh lên, và vô minh nậu vẫn sinh lên. Vậy thì dù có biết bao nhiêu đi chăng nữa, dù cái người đấy có cái học thức, có cái trình độ cao đến chừng nào đi chăng nữa, vì ấy không đoạn trừ được dục nậu, hữu nậu và vô minh nậu. Vì không đoạn trừ được những cái dục nậu, hữu nậu, vô minh nậu, vì ấy vẫn tái sinh, vẫn luân hồi sinh tử. Nếu như mà những cái nậu hoặc phiền não đấy nó mạnh, thì khiến cho vị đó vẫn phải đọa xuống các đọa xứ địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Vì vậy có những nậu hoặc nó dẫn vào những cái đọa xứ, có những cái nậu hoặc thì nó khiến cho vị đó tái sinh về cõi người, có những cái nậu hoặc nó khiến cho vị đó tái sinh về thiên giới, có những cái nậu hoặc nó khiến cho vị đó tái sinh ở cõi phạm thiên. Nhưng mà còn nậu hoặc thì còn tái sinh, còn nậu hoặc thì còn luân hồi sinh tử. Chừng nào diệt trừ được nậu hoặc, chừng nào cắt đứt được nậu hoặc, chừng nào đoạn hết được nậu hoặc thì mới chấm dứt được tái sinh. Mà cái pháp của Đức Phật giảng dạy là để chấm dứt nậu hoặc, đoạn trừ các cái nậu hoặc. Cho nên là cái bài kinh này Đức Phật nói là kinh tất cả nậu hoặc, tức là kinh để đoạn trừ tất cả nậu hoặc, chứ không phải là Đức Phật chỉ nói về cái nậu hoặc, mà Đức Phật nói nguyên nhân sinh ra cái nậu hoặc, nói đến cái sự chấm dứt cái nậu hoặc, và nói đến cái con đường để chấm dứt cái nậu hoặc này. Thì đấy mới được gọi là tất cả nậu hoặc là như vậy. Thì Đức Phật giảng dạy cho người biết và cho người thấy, có nghĩa là cái người đấy học để biết, biết rồi cần phải tu tập, không phải là chỉ để tu tập một cách chơi chơi, mà phải tu tập cho đến khi thành tịnh, tức là chứng đạt, chứng ngộ, chứng đắc, để đoạn trừ được nậu hoặc rồi thì mới thôi, chứ không phải gọi là chỉ tu tập một chút chút cho biết, mà cần phải tu tập cho đến sự rốt ráo, cho đến sự viên mãn, cho đến cái sự thành tựu của cái sự tu tập đó. Và phải lấy cái mục đích của cái con đường học cái pháp này là để đoạn trừ nậu hoặc, tu cái pháp này là để đoạn trừ nậu hoặc, và khi nào đoạn trừ được nậu hoặc thì mới thành tựu, thì mới thành tựu được cái pháp mà Đức Phật muốn truyền trao lại cho thế gian này. Vậy thì đó là phải biết và phải thấy những cái pháp cần phải thấy. Và Đức Phật giảng dạy là: này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tận các nậu hoặc cho người biết người thấy? Có như lý tác ý và người không như lý tác ý, thì có hai cái pháp. Người có như lý tác ý và người không như lý tác ý, thì cái người nào mà có không như lý tác ý, những cái cần phải tác ý, thì các nậu hoặc nó chưa sinh thì nó cũng sinh khởi, mà những nậu hoặc nào đã sinh khởi thì nó sẽ tăng trưởng. Còn nếu như một cái người nào biết như lý tác ý
thì những cái nậu hoặc chưa sinh không sinh khởi, mà những nậu hoặc nào đã sinh sẽ được diệt trừ. Thì như lý tác ý là làm sao và phi như lý tác ý là làm sao? Như lý tác ý ở đây, tác ý ở đây có nghĩa là một cái sự nhận xét của mình về một cái vấn đề gì đó đúng thì được gọi là như lý tác ý. Mình nhận xét một cái gì đó sai là phi như lý tác ý. Bây giờ có rất là nhiều những cái cảnh ở trước mắt mình, mình nhận xét nó như thế nào, mình nhận định nó như thế nào, thì đó là do mình, quyền của mình. Mình có quyền nhận định nó. Ví dụ như là trước mắt mình, mình nhận định khi mình thấy một cái cảnh sắc đẹp, mình nghĩ rằng ôi cái cảnh này đẹp quá. Đấy là một cái sự nhận định của mình. Nhưng mà có cái người khác, người ta cũng nhìn vào cái cảnh đấy, người ta không, người ta lại nhận định khác, người ta bảo ôi cái này là bất tịnh, hôi thối, có gì mà đẹp. Đấy là một cách nhận định. Hoặc là cái người đó nhận định nghĩ nghĩ cái này là thường, là nạc, là ngã, là tịnh. Thì đấy được gọi là một cái cách nhận định hay là một cái cách tác ý. Thì cái tác ý như vậy được gọi là phi như lý tác ý sai. Còn cũng là những cái cảnh đó, một cái người có cái trí tuệ chân sánh thì tác ý nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Thì đó gọi là tác ý đúng. Tác ý đúng với sự thật của nó thì đó được gọi là như lý tác ý. Như một cái người mà thấy những cái cảnh hữu vi, thì tất cả những cái pháp gì là những cái pháp hữu vi, dù nó là tinh thần hay nó là vật chất ở trên cuộc đời này, nó luôn có một cái sự thật, đó là nó sinh diệt, nên nó là vô thường. Vì vô thường nó không trường tồn mãi, cho nên nó là khổ. Vì khổ cho nên nó là không có tự tánh, không có tự ngã. Vì nó cũng là một cái pháp bất tịnh, không có thanh tịnh. Còn chỉ có cái pháp vô vi niết bàn thì nó mới không có cái sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đấy thôi. Nên một cái người nào mà tác ý đúng, nhận xét đúng, suy xét đúng, nhận định đúng thì được gọi là như lý tác ý. Cái người nào mà nhận định sai, suy xét sai, phán đoán sai thì được gọi là phi như lý tác ý. Vậy thì nó có hai cái sự khác nhau như vậy. Cái người nào biết như lý tác ý thì các cái nậu hoặc được diệt trừ. Cái người nào không biết như lý tác ý thì cái nậu hoặc nó sẽ sinh khởi và nó sẽ tăng trưởng.